Thiên Ân tung đầm dạ hội, Engfa gặp biến trước chung kết, Mr. Nawat nói top 5 có 2 đại diện châu Á. Chưa đầy 12 tiếng nữa, chung kết Miss Grand International 2022 sẽ chính thức diễn ra. Đại diện của Việt Nam Đoàn Thiên Ân đang nhận được nhiều sự chú ý, đồng thời cô nàng cũng được dự đoán sẽ giành thứ hạng cao. Trước sự tò mò của khán giả, ekip của nàng hậu đã tung ra bản vẽ đầm dạ hội trong đêm chung kết. Theo đó, trên trang cá nhân, nhà thiết kế Đỗ Long đã nhá hàng chiếc đầm mà Hoa hậu Hòa bình Việt Nam sẽ diện. Được biết, mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ chính tên của Thiên Ân, món quà quý giá được trời ban tặng. Với tông màu vàng đồng chủ đạo, mẫu thiết kế khai thác những đường nét uốn khúc mạnh mẽ, biểu tượng cho ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi, kết hợp cùng màu xanh ngọc lục bảo biểu trưng cho tình yêu hòa bình và sự sống. Mẫu thiết kế được dựng form concept bên trong, phần đuôi đầm được đính kết những chiếc lông vũ dài sơn nhuộm màu vàng đồng. Những họa tiết đều được đánh đá thủ công hoàn toàn từ pha lê Swarovski và kỹ thuật treo dây pha lê tua rua màu vàng kim, tổng thể tạo nên hiệu ứng lấp lánh cho bộ trang phục mà Ân sẽ trình diễn trong đêm chung kết Miss Grand International 2022. Ở một diễn biến khác, vòng bình chọn trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 đã đi đến chặng cuối. Sau khi vượt qua các đối thủ khác, đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân và đại diện Thái Lan Engfa Waraha tiếp tục đối đầu nhau. Họ đã loại hai đối thủ nặng ký là đại diện Ấn Độ và đại diện Indonesia. Theo thể lệ của ban tổ chức, thí sinh nào có lượt bình chọn cao hơn sẽ là người giành chiến thắng chung cuộc. Như vậy, Thiên Ân và Engfa tiếp tục đối đầu nhau trong cuộc chiến giành phiếu vô. Trước đó, họ đã đối đầu quyết liệt trong cuộc chiến giành giải Country Power of the Year để vào top 20 chung cuộc. Trải qua những vòng bình chọn gay cấn, con số cuối cùng của hai đại diện Việt Nam và Thái Lan chênh nhau sát sao. Đến giờ chốt sổ, số phiếu của Thiên Ân hơn Engfa 1.000, tuy nhiên kết quả cuối cùng phải đợi ban tổ chức kiểm tra và công bố vào đêm chung kết. Hiện tại, họ tiếp tục đối đầu nhau khiến fan hai nước ngán ngẩm. Trong vòng vote trước, Miss Grand International cho các fan bình chọn trên nền tảng mạng xã hội Instagram. Nhiều fan sắc đẹp cho rằng tổ chức Miss Grand International đang câu view, câu tương tác trắng trợn. Khi fan hai nước đang ra sức bình chọn cho đại diện của mình, thì trang Instagram của Miss Grand International tăng nhanh chóng mặt, vượt 6 triệu lượt follow. Đến màn đối đầu này, họ chuyển hướng sang vote trên nền tảng Facebook. Vẫn là cách thức cũ, phiếu bầu hợp lệ phải like cả fanpage của cuộc thi. Kỳ này, fan hai nước ngán ngẩm vì ban tổ chức câu like từ Instagram qua Facebook. Tuy nhiên, họ vẫn ra sức vote cho đại diện nước mình. Có thể nói hiện tại Thiên Ân và Engfa đang là hai đại diện nổi bật của châu Á tại cuộc thi năm nay. Nếu Thiên Ân đang gặp vấn đề sức khỏe thì Engfa cũng không khá ngẩm hơn khi liên tiếp dính thị phi. Mới đây, đại diện đến từ Thái Lan còn bị tố đào nhái trang phục dạ hội. Trước đó, Engfa lựa chọn chiếc đầm đỏ rực với những họa tiết đính kết cầu kỳ, phần tà cắt xẻ sâu theo đôi chân dài miên man. Cô sải bước đầy tự tin trên sân khấu, khoe trọn sắc vóc thon gọn cùng trình catwalk cực đỉnh. Engfa chinh phục hoàn hảo thiết kế lộng lẫy, điều khiến khán giả trầm trồ hơn chính là cô nàng còn mặc đẹp hơn cả bản vẽ. Vóc dáng thon gọn, vòng eo con kiến và đôi chân thon gọn của đại diện Thái Lan hoàn toàn thuyết phục khán giả. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhanh chóng phát hiện điểm quen thuộc trên chiếc váy của Engfa. Cụ thể, chiếc váy mà cô nàng lựa chọn rất giống với thiết kế đã được Miss Grand Brazil 2020 diện, nhất là phần đuôi áo và phần tà đỏ phía sau. Bên cạnh những quan điểm khẳng định đại diện Thái Lan đang đạo nhái, vẫn có ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp bất ngờ. Hiện rất nhiều dự đoán về kết quả Miss Grand International 2022 được đưa ra. Thậm chí có nguồn tin tiết lộ Mr. Nawat đã chọn xong top 5, trong đó bao gồm hai đại diện Latin, một châu Âu và hai châu Á. Thông tin này hiện đang khiến fan sắc đẹp hoang mang, bởi nếu đây là sự thật, thì Thiên Ân phải vượt qua hai đại diện ưu tú của châu Á là Indonesia và Thái Lan. Chung kết Miss Grand International 2022, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế diễn ra tại Indonesia vào tối 25 tháng 10.